あ、ごめん。おい、これ俺にぶつかっといてごめんで済むと思ってんのか、だが土下座してすみませんでしたって言え。Bạn có dám tin không? Chàng thanh niên nhút nhát này thật ra là một kẻ du côn, đây là dáng vẻ trước kia của anh. Nhưng sau khi anh thay đổi diện mạo, ngay cả chú chó nhà anh cũng không nhận ra. Là mùi của đại ca, Masu mà đi đâu đó? Hừm, đại ca? Không phải đại ca sao? Tên nhóc đó là ai thế? Đương nhiên những thói quen của anh vẫn chưa thay đổi hoàn toàn. Mình là Miyuki, hy vọng được cậu giúp đỡ. Ông đây là... À không phải, mình là Nanba Tsuyoshi, chào cậu. Trước đây anh thường xuyên mặc những bộ đồ tokufugu khoa trương, thực sự chẳng giống ai, mà cả gia đình Tsuyoshi đều là du côn. Mặc dù bố anh đã nghỉ hưu nhưng hồi còn trẻ ông từng là đại ca của khu này, mẹ của anh cũng là chị đại. Mà anh trai của Tsuyoshi càng ghê gớm hơn, bây giờ anh đã là đại ca xưng bá cả khu vực Kanto, ngay cả chú chó nhà anh cũng du côn có tiếng, nó có tên là Masu. Mà từ nhỏ Tsuyoshi cũng được gia đình giáo dục theo phong cách đó, để cho bọn chúng thấy sự cứng rắn của con, xử hết bọn chúng đi, lên nào. Cứ như vậy, anh lớn lên trong những trận chiến đấu trở thành đại ca của trường. Nhưng anh dần chán ghét cuộc sống như thế này, anh muốn được sống như người bình thường. Vậy nên sau khi chuyển cấp, anh lén gia đình cởi bỏ bộ đồ tokufugu, trở thành một học sinh ngoan ngoãn. Vừa đến trường, anh đã gặp được cô nàng Miyuki khiến anh rung động. Dường như anh đã cảm nhận được tình yêu của những người bình thường. Sau khi tan học, Tsuyoshi vô tình va phải một học sinh cá biệt. Noboru vừa định nhấc chân dạy cho Tsuyoshi một bài học. Nhận ra mình xem nữa để lộ thân phận, Tsuyoshi vội vàng giả vờ sợ hãi quỳ xuống xin lỗi. Anh đưa Noboru đi, trong lúc nói chuyện mới biết hôm nay là ngày đầu tiên Noboru làm học sinh cá biệt. Mình là Nanba Tsuyoshi. Nghe thấy tên của Tsuyoshi, Noboru ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Cậu có cùng họ với đại ca Takeshi Nanba mà tôi sùng bái nhất. Người mà Noboru nói đến chính là anh trai của Tsuyoshi. Sau khi tan học, hai người đi cùng với nhau. Vừa ra đến cổng, Noboru đã bị đám côn đồ trường đối diện bắt đi. Hóa ra trước kia ở trường cũ anh luôn bị tên này bắt nạt. Do đó anh mới thay đổi diện mạo để tự bảo vệ mình, không ngờ vẫn không thoát khỏi tay đối phương. Lúc này Tsuyoshi quyết định ra tay giúp đỡ bạn bè. Dừng tay lại đi, cậu ấy kêu đau kìa. Mày là cái thá gì, đau quá đi. Tsuyoshi bị đánh một phát, anh giả vừa đau ngồi thụp xuống, sau đó nhìn đám người kia rời đi. Đừng nhìn anh với vẻ ngoài của một học sinh ngoan ngoãn, thực ra anh chính là thiếu niên du côn mạnh nhất ở đây. Nhưng để bảo vệ cuộc sống yên bình hiện tại, anh không thể nào ra tay trước mặt mọi người. Nhưng nhìn thấy bộ đồ tokufugu trong ba lô, anh bỗng nảy ra một kế. Vào lúc Noboru bị đám du côn bắt nạt, Tsuyoshi mặc đồ du côn vào đột nhiên xuất hiện. Đừng quan tâm đám rác rưởi này, đồ danh con. Chỉ vài đòn, Tsuyoshi đã nhẹ nhàng hạ gục đám du côn, cả đám sợ đến mức vội vàng chạy thoát thân. Noboru lập tức quỳ xuống nhận đại ca, nhưng bị Tsuyoshi dạy cho một trận. Đến đánh nhau cũng không biết đánh, gọi gì là học sinh cá biệt. Vậy tại sao đi học lại phải mang theo bộ đồ khoa trương này? Hóa ra mỗi ngày sau khi tan học, anh phải thay đồ mới có thể về nhà, bởi vì gia đình Nanba đều là những du côn có tiếng. Đây là bố anh, đây là mẹ anh, đây là anh trai anh, chỉ có mỗi em gái anh vẫn còn bình thường. Anh muốn trở thành một thanh niên tốt cố gắng học tập, nhưng gia đình anh lại muốn anh xưng bá một phương. Lúc ăn cơm còn hỏi chiến tích ngày hôm nay. Tsuyoshi, hôm nay xử lý được mấy tên? Tầm 2-3 đứa, con sẽ xưng bá toàn quốc, cứ chờ đi. Anh vẫn phải giả vờ côn đồ như trước đây khi ở trước mặt gia đình mình. Ngày hôm sau khi đi học, Noboru do ngưỡng mộ người cứu mình hôm qua nên đã làm một bộ đồ tokufugu khoa trường y như thế. Nhưng anh không biết Tsuyoshi chính là người hôm qua. Đồng thời để có thể hòa nhập hơn với cuộc sống của người bình thường, anh cùng Miyuki tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật. Chủ tịch câu lạc bộ bảo hai người vẽ một bức tranh cho mình xem. Điều khiến mọi người không ngờ đến là Tsuyoshi còn có thiên phú vẽ tranh. Ngược lại bức vẽ của Miyuki, mặc dù không biết giống ở đâu nhưng thấy giống lắm. Nhưng sau khi tan học, Noboru lại bị đám côn đồ ở trường đối diện đưa đi. Maki đến tìm Tsuyoshi nhưng do anh đã bị Miyuki cảnh cáo nên không muốn dính vào thị phi nữa. Nhưng Maki lại nói rằng Miyuki vì muốn dạy cho chúng một bài học nên đã qua đó rồi. Noboru bị cả nhóm đánh cho một trận, Miyuki không nhìn nổi nữa. Vội lao ra ngăn cản nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy hối hận. Cô bị bọn chúng khống chế, tên côn đồ còn muốn cướp mất nụ hôn đầu của cô. Vào thời khắc mấu chốt, Tsuyoshi lại hóa thân thành thanh niên tokufugu xuất hiện đánh khiến cả đám không thể nào chống đỡ nổi. Thế vậy Miyuki và Noboru vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi đánh xong đang chuẩn bị mắng Noboru một trận, đột nhiên bị Miyuki ở bên cạnh làm cho sợ hết hồn. Cô còn chê bộ đồ và kiểu tóc của anh, còn viết chữ chết trên khẩu trang. Phong cách ăn mặc kiểu gì vậy trời, như vậy sẽ dạy hư các bạn nhỏ đó. Cũng không biết vì sao Tsuyoshi buột miệng nói, mau im miệng đi con khốn, chết rồi. Sau khi hai người rời đi, ở đây còn một tên côn đồ nữa. Hơn nữa, từ cách ăn mặc anh ta cũng biết được thân phận của Tsuyoshi. Đấu tay đôi với tôi đi, Nanba Tsuyoshi. Nhưng anh ta chỉ muốn đấu tay đôi với Tsuyoshi. Anh ta không muốn quan tâm đến chuyện của trường. Bởi vì anh là người mạnh nhất năm nhất của trường Ichimatsu, nên những tên côn đồ bình thường không ai dám đụng đến anh. Thời gian dài, những tên côn đồ cấp trên bắt đầu không ưa anh, quyết định dạy anh một bài học. Sau đó Tsuyoshi xuất hiện với thân phận là một người bình thường, nhưng có vẻ như hai bên chuẩn bị đánh nhau một trận. Rốt cuộc chuyện gì thế này? Cái này là máy ăn trộm của cô hàng xóm à? Không phải, cái này là của anh Tsuyoshi.
dám trộm đồ của hàng xóm, đừng tưởng mày là chó rồi muốn làm gì thì làm. Sao lại không hiểu thế đồ ngốc, có phải mày đang mắng tao ngốc không? Hả, sao anh biết hay thế? Gia đình côn đồ mạnh nhất này lúc ăn cơm chú chó nhà họ đột nhiên tha bộ đồng phục của Tsuyoshi ra, bởi vì nó phát hiện Tsuyoshi trở thành một học sinh ngoan, nó muốn để những người khác trong nhà biết được chuyện này. Và ra buổi sáng khi đi dạo nó ngửi thấy mùi của Tsuyoshi, nhưng khi nó đến gần, không phải đại ca Tsuyoshi sao? Nhóc này là ai thế? Nó bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nên âm thầm theo dõi, không ngờ Tsuyoshi âm thầm thay đổi trang phục trong phòng thay đồ gần đó. Nó bám theo Tsuyoshi đến tận trường nhìn thấy côn đồ Tsuyoshi đang ngồi vẽ tranh. Hóa ra anh đã giấu cả nhà là một học sinh chăm ngoan, nó tức giận. Đại ca Tsuyoshi đã phản bội truyền thống của gia đình Nanba, mình phải nhanh chóng chạy về thông báo cho gia đình. Do đó mới có cảnh nó tha bộ đồng phục của Tsuyoshi ra cho cả nhà xem. Nhìn thấy đồng phục dưới sàn, anh trai của Tsuyoshi dường như phát hiện ra điều gì đó. Cái này là mày đúng không Matsu? Mày trộm từ nhà hàng xóm đúng không? Không phải đâu, cái này của đại ca. May mà cả nhà không ai hiểu tiếng chó, nếu không chuyện làm học sinh ngoan của Tsuyoshi đã bị lật tẩy rồi, bị mắng oan. Matsu tức giận bỏ nhà ra đi. Mà lúc này vẫn còn một người nữa biết thân phận thật sự của Tsuyoshi. Hóa ra hôm qua khi cứu Noboru, tên côn đồ năm nhất mạnh nhất của trường bên nhảy xuống, anh ta không nói không rằng đấm cho Tsuyoshi một phát. Và lúc hai người chuẩn bị đấu tay đôi thì nghe thấy bên ngoài có một đám côn đồ đi đến tiếp ứng. Naoki bảo Tsuyoshi đi trước bởi vì anh chỉ muốn đánh tay đôi với Tsuyoshi. Trước khi đi, Tsuyoshi còn cho Naoki một phát. Nhưng sau khi tan học, Tsuyoshi trong bộ đồ của học sinh ngoan lại gặp phải Naoki, vốn dĩ định lén đi ngang qua. Này, Tsuyoshi Nanba. Nhìn vết thương trên khóe miệng của Tsuyoshi, Naoki trở thành người đầu tiên phát hiện ra thân phận của anh. Hóa ra cậu ở trường Shirayuki à? Vậy tôi có thể đến tìm cậu bất cứ khi nào rồi. Chuyện này khiến Tsuyoshi vô cùng đau đầu. Anh luôn cho rằng Naoki sẽ dẫn theo một đám côn đồ đến tìm mình, thậm chí còn xuất hiện ảo giác Naoki sẽ đến xâm lược trường mình. Anh càng nghĩ càng hoang mang. Nhưng Tsuyoshi nhất định phải bảo vệ thân phận học sinh ngoan của mình, thế là anh chủ động đến tìm học sinh của trường đối diện. Và lúc sắp ra tay thì cậu ấy là người Trung Quốc. Cậu đến đây để trả tiền lần trước mượn sao? Tôi biết rồi, đi thôi. Sau khi nói chuyện với Naoki xong, Tsuyoshi mới biết hóa ra Naoki không hề nói cho những người khác biết. Từ tận đáy lòng anh cũng ghét đám côn đồ này. Hơn nữa anh muốn đánh tay đôi với Tsuyoshi để xem ai mới là người mạnh nhất. Tsuyoshi đồng ý nhưng trước đó anh bắt buộc phải đổi sang bộ đồ Tokufuku. Nếu không bị học sinh của trường Shirayuki nhìn thấy thì anh sẽ không thể tiếp tục đóng giả là học sinh ngoan của trường. Nhưng vào lúc Tsuyoshi chuẩn bị rời đi thì một đám côn đồ tập trung lại tìm đến đây. Bọn chúng đã sớm ngứa mắt với thái độ không coi ai ra gì của Naoki nên quyết định sẽ xử lý anh. Thấy vậy Naoki không hề sợ hãi, trận chiến chuẩn bị nổ ra. Tsuyoshi cũng đổi sang bộ đồ Tokufuku kịp thời đi đến. Tìm mày khó quá, xin lỗi nhá, bọn tao phải xử lý mày. Hóa ra do đám côn đồ trường Ichimatsu ganh tị với nhan sắc và thực lực của Naoki nên quyết định xử lý tên nhóc học cấp dưới này. Nào ngờ Naoki có khả năng chiến đấu siêu phàm, nhất thời hai bên đấu ngang tay ngang sức, mãi không kết thúc được. Ngay cả Tsuyoshi ở bên cạnh cũng cảm thán Naoki thực sự có thực lực. Nhưng dù sao bên kia cũng là người đông thế mạnh, cuối cùng Naoki vẫn bại trận còn bị đánh gãy một cánh tay. Ngay cả Matsu ở bên cạnh cũng không chấp nhận nổi. Thủ đoạn đê tiện quá. Này, thằng tóc dựng ngược. Đúng vào lúc này Tsuyoshi xuất hiện. Xử nó. Tsuyoshi không hổ danh là người của gia đình Nanba. Naoki cũng không yếu thế, hai người hợp tác với nhau, chẳng mấy chốc đã đánh bại cả 8 côn đồ. Sau khi kết thúc trận chiến, mối quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn. Naoki cũng quyết định giúp Tsuyoshi giữ bí mật về thân phận học sinh ngoan của Tsuyoshi. Đám côn đồ bị đánh cho tan tác chạy về mách với đại ca của năm 2. Đại ca rất tức giận, anh ta thề rằng phải bong vòng tên tóc dựng ngược đó ra hàng trăm mảnh, còn bảo đàn em giải rất nhiều tờ rơi về người dựng tóc ngược kia, không ngờ còn treo tiền thưởng cho ai tìm được Tsuyoshi. Mà lúc này Tsuyoshi đã cởi tóc giả ra trở thành con ngoan trò giỏi. Câu lạc bộ mỹ thuật quyết định cử anh và Miyuki ra ngoài vẽ phong cảnh, nhưng đồ của Tsuyoshi toàn là những bộ đồ giang hồ không có bộ nào nên hôn. Thế là anh chạy đến nhờ Naoki giúp đỡ. Tsuyoshi nói mình chỉ có những bộ đồ khoa trương của côn đồ, hai người hẹn nhau đi mua sắm quần áo mới, quả nhiên lúc hai người gặp nhau trước cửa hàng bán quần áo. Xin lỗi nhé, mình mới đi vệ sinh. Nhưng hình như cho dù thay đồ kiểu gì cũng không được như ý, Naoki lạnh lùng còn phải bật cười. Nhưng cuối cùng hai người vẫn mua được một bộ đồ như ý, còn được cô nàng Miyuki khen ngợi. Lúc này sau lưng họ xuất hiện hai tên côn đồ. Này, cậu nhóc này vẽ được đó, còn cô gái thì cô điên rồi, còn vẽ quái vật trong hồ. Tsuyoshi đang chuẩn bị thể hiện sự mạnh mẽ của mình nhưng anh vừa ngẩng đầu lên. Vừa nãy đến giờ hai người cứ nói liên tục phiền phức lắm đó. Ôi trời, hóa ra là anh trai của mình. May mà hôm nay anh đã đổi phong cách, nếu không bị anh trai nhận ra thì anh chết chắc. Ngày hôm sau Miyuki đang lên mạng thì hết 3G. Cô đang đau đầu vì tiền nộp mạng, đúng lúc này Maki đưa tờ rơi treo thưởng nếu bắt được anh thanh niên tóc dựng ngược đến. Nếu có được khoản tiền này cô có thể thoải mái nạp tiền 3G. Hơn nữa trùng hợp là anh chàng này đã đắc tội với cô. Cầm mồm đi con khốn. Miyuki quyết định phải tìm ra thân phận thật sự của anh ta. Miyuki đáng thương có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng cô trùng hợp gặp được. Tsuyoshi vào trong thay đồng phục chạy ra ngoài, không ngờ anh ta lại là bạn cùng lớp với mình. Rốt cuộc chuyện này là sao? À!
cô gái cố ý để Noboru bị bắt nạt để dụ thanh niên tóc dựng đứng hay cứu Noboru xuất hiện. Hóa ra cô hết tiền nộp tiền 3G, mà dạo gần đây có người treo thưởng một khoản tiền lớn cho ai bắt được anh chàng này. Quả nhiên anh chàng tóc dựng đứng đã xuất hiện. Anh ta đến rồi. Cô lập tức gọi điện thoại cho người treo thưởng, những tên nhãi nhép nhìn thấy anh chàng tóc dựng đứng xuất hiện vội vàng rời khỏi hiện trường. Miyuki lén bám theo sau anh ta, thấy anh vào trong nhà vệ sinh ở gần đó nhưng cô đợi một lúc thì thấy Tsurushi chạy từ bên trong ra. Cô ngơ ngác, lẽ nào Tsurushi chính là anh chàng đầu dựng đứng kia sao? Cuối cùng cô cũng không nhịn nổi nữa. Tsurushi, cậu là chàng thanh niên mặc tokufoku à? Hả? Tsurushi liên tục phủ nhận, nhưng lúc này Miyuki đã nghi ngờ anh. Để ép Tsurushi thừa nhận, cô còn khiêu khích đám côn đồ bên đường. Cho dù như vậy, Tsurushi vẫn không chịu nhận. Cậu chính là thanh niên mặc tokufoku, mau thừa nhận đi. Mình không phải là anh ta. Sao cơ, cậu là thanh niên mặc tokufoku, không phải mình chỉ mạnh bẩm sinh thôi. Đại ca của trường Imatsu sau khi nhận được thông báo của đàn em lập tức đến tìm Tsurushi để bảo vệ thân phận của người bình thường một mình. Mặc dù bị đối phương tẩn trong một trận, Tsurushi cũng không chịu để lộ thân phận. Thế Tsurushi không chịu ra tay, cuối cùng Miyuki cũng không nhịn nổi nữa. Tsurushi biết mình không thể nào nhịn được nữa, chuẩn bị ra tay xử lý đám người kia. Đúng lúc này chuyện khiến tất cả mọi người bất ngờ đã xảy ra. Không ngờ anh chàng tóc dựng đứng đột nhiên xuất hiện, đám nhãi nhép này không thể nào địch nổi anh. Miyuki lại càng bất ngờ, hóa ra Tsurushi không phải là anh chàng tóc dựng ngược. Tsurushi cũng đứng hình mất một lúc, nhưng rất nhanh anh đã biết được thân phận của đối phương. Hóa ra lúc nãy khi đám côn đồ chuẩn bị ra tay, Naoki ngồi gần đó nghe lén được toàn bộ câu chuyện. Để bảo vệ bí mật của Tsurushi nên anh đã đến để trả ơn Tsurushi lần trước cứu mình. Nhưng do vết thương ở cánh tay nên anh không thể đánh lại đại ca của năm 2. Tsurushi cũng không thể ngồi yên nhìn Naoki liên tục bị đánh. Lúc anh chuẩn bị ra tay thì một nhóm cảnh sát xông vào. Nhìn thấy Naoki đánh đến mức mặt sưng như đầu heo, lần này Tsurushi thật sự nổi giận. Anh lập tức đến tìm đàn em của đại ca năm 2. Tên đầu heo đó đang ở đâu rồi? Để rác rưởi, chúng ta kết thúc chuyện này thôi, mới nhặt được một mạng. Giờ lại chủ động chạy đến đây nộp mạng à? Này, mấy đứa mày đừng nhúng tay vào. Tên đại ca này không chỉ rất mập, hơn nữa còn rất hèn hạ. Hắn đeo bao tay còn chứa mảnh kim loại nhưng chỉ bị dính một đòn hắn đã quỳ xuống. Mà dù đây vẫn là người mặc đồ tokufoku nhưng anh ta thật sự mạnh. Anh cởi bao tay của đại ca ra, dùng tay không bẻ gãy mảnh kim loại và ném đến trước mặt đã đàn em. Tên đại ca vẫn chưa phục. Lần này hắn thực sự không dậy nổi nữa rồi, đám đàn em vội vàng vắt chân lên cổ chạy khỏi đây. Lúc này Miyuki đến xin lỗi Tsurushi, nếu cô không ham vài đồng tiền thưởng thì Tsurushi cũng không bị rơi vào bẫy của đám côn đồ trường Ichimatsu mà người mặc đồ tokufoku phiên bản Tsurushi lại không nhịn được. Đến ngày hôm sau, Tsurushi phiên bản con ngoan trò giỏi lại xuất hiện. Hai người ở ngoài trường nhìn thấy một đám đàn em, đám người này là côn đồ của trường Chidori. Miyuki đi đến nói lý lẽ với bọn họ mà dáng vẻ cô vì đứa bé bất chấp nguy hiểm đứng ra nói lý với đám côn đồ khiến Daisuke của trường Chidori say đắm. Daisuke lập tức đứng dậy biểu diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Mình thích cậu mất rồi, cậu hẹn hò với mình nhé. Cái khỉ gì thế? Từ đó về sau, anh chàng Daisuke bắt đầu bám lấy Miyuki, còn đặc biệt chạy đến tận trường tìm cô. Vào lúc ba người đang ghen tuông nhau thì nơi này xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Gầy hơn chút rồi, Naoki. Mamiya đến đây vì Naoki, hóa ra trước kia hai người là đồng đội tốt, bây giờ anh ta đã thực sự đi vào con đường bất chính. Anh vừa ra khỏi trung tâm cải tạo của thanh niên liền đến đây, hy vọng Naoki làm việc cho mình. Naoki dứt khoát từ chối, sau đó hiên ngang rời đi. Nhưng đối phương đâu dễ bỏ cuộc, anh ta tìm đến Noboru đen đủi và để lại điện thoại của Noboru trên xe của Naoki. Anh biết chuyện này là do Mamiya làm, biết Mamiya không dễ đối phó, vốn dĩ định tìm Tsurushi giúp đỡ. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ con ngoan trò giỏi của Tsurushi, vì không muốn phá hoại cuộc sống của Tsurushi nên Naoki chỉ đành im lặng, chỉ đưa điện thoại của Noboru cho Tsurushi, sau đó một mình chạy đi. Osezu Naoki. Ammari tsure o matasun ja nee yo. Mamiya. Omae maji de kusatchimatta mitai da. Và Tsurushi sau khi quay về phòng vẽ, vô tình nhìn thấy video trong điện thoại. Anh nhìn bức vẽ sắp hoàn thành của mình bắt đầu đắn đo. Mà lúc này Naoki đã chiến đấu với Mamiya rồi. Hóa ra Mamiya cũng có nỗi khổ riêng, mặc dù trước kia hai người là đồng đội tốt, nhưng thời gian dài rồi Mamiya cảm thấy Naoki gia đình khá giả với Mamiya xuất thân từ gia đình bần hàn, hai người cách nhau một trời một vực. Bởi vì anh có một người bố từng bị ngồi tù, còn thường xuyên bị giáo viên cười nhạo sỉ nhục, nên anh mới dần xa đọa. Nhưng Naoki tin chắc rằng Mamiya vẫn chưa thay đổi. Rất nhanh tên lưu manh lợi dụng Mamiya đã xuất hiện, hai người lúc này đã kiệt sức rồi, không thể nào đánh lại được hắn ta. Vào thời khắc mấu chốt,
Kaido. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tsurushi kịp thời xuất hiện, chỉ vài chiêu đã tiêu diệt được đám côn đồ. Nhưng sau khi thay đồ, anh mới biết khẩu trang của anh đã bị ai đổi sang cái khác. Mẹ làm cho con rất nhiều khẩu trang dự phòng. Nè, em cũng có rất nhiều đó, con cảm ơn ạ. Hơn nữa lúc nãy khi đi vào nhà vệ sinh để thay đồ, anh vô tình để Daisuke nhìn thấy mình mặc tokufuku chạy ra ngoài nên vội vàng đuổi theo. Nhìn thấy Tsurushi bình thường là một cậu học sinh yếu ớt, sau khi hạ gục hết cả đám côn đồ liền rời đi, Daisuke thấy vậy ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng đến ngày hôm sau, nhóm người của trường Chidori chạy về báo cho Daisuke. Naoki của trường Ichimatsu chạy đến đánh gãy tay anh em của mình. Daisuke là người đơn thuần sao biết được đây là cái bẫy để loại bỏ anh cho chúng đỡ ngứa mắt. Naoki, ta phải đánh bay mày. Vừa tìm thấy Naoki, Daisuke không thèm nghe đối phương giải thích, hai người lao vào đánh nhau. Nhưng do thực lực hai bên ngang nhau nên bất phân thắng bại. Đúng vào lúc này, nhóm côn đồ trường Ichimatsu chạy đến. Hóa ra đám côn đồ hai trường âm thầm lên kế hoạch để xử lý người mạnh nhất của trường mình. Daisuke lúc này mới nhận ra anh tức điên lên. Nếu như quỳ xuống xin lỗi, anh có thể cân nhắc tha thứ cho chú. Cầm mồm đi. Lần đầu tiên nhìn thấy mặt mày, còn tưởng mày đến trường để đóng phim hành động. Mặc dù nhìn nó già thật, nhưng mày nói vậy với nó có chút thất lễ. Tao xin mày đừng nói nữa. Nhưng lúc này hai người đã kiệt sức rồi, sợ khó có thể đối phó với nhiều người như thế. Vào lúc bọn chúng chuẩn bị ra tay với hai người, hóa ra lúc nãy ở trong thư viện, anh vô tình nghe được kế hoạch của đám đàn em. Thanh niên mặc đồ tokufuku mạnh nhất đã đến. Tất cả mọi người chỉ có thể sợ hãi chạy toán loạn. Sau khi đánh nhau xong liền biến mất, mỗi lần có biến anh đều chiếm hết sự chú ý, khiến tình địch của anh là Daisuke tức chết. Nhưng anh vẫn xin lỗi Naoki. Xin lỗi cậu nhé, không cần để bụng đâu. Không được, tôi không thể tha thứ cho bản thân. Này, để tôi mời cậu đi ăn nhé. Nhưng Daisuke thật sự rất đần, ăn xong anh liền mất trí. Cảm ơn vì bữa ăn nhé. Này, cậu không trả tiền à? Sao cơ? Ngày hôm sau, Tsurushi lại tiếp tục xuất hiện với dáng vẻ của một học sinh ngoan. Anh chuẩn bị mua cuốn truyện tranh mới nhất, bỗng phát hiện có người ăn trộm sách của hiệu sách. Anh ra tay ngăn cản, sau đó người ấy rời đi. Tsurushi vội vàng bám theo sau. Tsurushi bỗng phát hiện anh chàng đó bị vài tên côn đồ đe dọa, hóa ra anh bị chúng ép buộc phải trộm sách, sau đó đem bán. Cuối cùng đem số tiền bán sách đưa cho đám côn đồ, mà anh lại làm Masahiro bạn cũ của Tsurushi. Tsurushi quyết định ra tay giúp đỡ. Chàng thanh niên này đang chuẩn bị trộm sách nhưng chần chừ một lát, anh lại trả sách về kệ. Tất cả những hành động này đều bị Tsurushi nhìn thấy. Mà anh thanh niên vốn dĩ không có ý định trộm sách, anh làm vậy là do có người đe dọa, nếu không làm như vậy sẽ bị đánh. Nhìn thấy Masahiro đáng thương khiến Tsurushi nhớ lại bản thân mình trước kia. Hóa ra mới đầu khi Tsurushi có ý định từ bỏ thân phận thanh niên côn đồ, anh thường xuyên đến thư viện để luyện tập. Nhưng anh đâu học được, nhưng Masahiro là một học sinh xuất sắc không ngừng giúp đỡ anh. Côn đồ mạnh nhất trường bắt đầu chăm chỉ học tập, đúng là khiến người khác cười ná thở. Chuyện này khiến trong lòng Tsurushi có chút lung lay. Đúng vào lúc này Masahiro xuất hiện. Xin mọi người đừng nói như thế, sao lại có thể chế nhạo một người đang chăm chỉ học tập chứ? Các người, có tư cách gì coi thường Nanba? Bây giờ Tsurushi vô tình phát hiện ra đối phương sống khổ sở như thế, thậm chí còn muốn tìm đến cái chết. Tsurushi vội vàng chạy đến ngăn cản, nhưng rõ ràng Masahiro đã không nhận ra Tsurushi nữa rồi. Nhưng khi Tsurushi đội bộ tóc giả vàng hoe đặc trưng của mình lên, Tsurushi đề nghị giúp đỡ anh dạy cho đám côn đồ kia một trận nhưng bị anh từ chối. Khi nhìn thấy Tsurushi thay đổi nhiều như thế, anh đột nhiên có dũng khí để phản kháng. Anh dứt khoát từ chối yêu cầu của đám côn đồ và nói mình sẽ không trộm sách bán để nộp phí bảo kê nữa. Nhưng hành động này khiến anh bị đám côn đồ đánh trong một trận. Tsurushi đến trễ nhưng Masahiro vẫn không cúi đầu trước thế lực xấu xa, dứt khoát nói không. Tsurushi cho rằng đối phương đã đủ dũng cảm rồi, những chuyện còn lại cứ giao cho anh xử lý. Anh đến gặp đám côn đồ kia, nhưng nhìn thấy tên giang hồ Tsurushi ăn mặc quê mùa bởi vì bọn chúng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại có thể gọi đến côn đồ thật sự. Quả nhiên trong lúc tranh luận, Tsurushi bị bọn chúng đánh lén, đám nhãi nhép đó vẫn còn kiêu căng khoe khoang khiêu khích. Chúng còn mặc đồ của Tsurushi để khoe khoang, chúng muốn nhìn Tsurushi là ai. Đại ca mau xử nó đi, thằng này mày muốn chết à? Sau một hồi chiến đấu, đám côn đồ ngã xuống, đám nhãi nhép xung quanh vội vàng mặc lại đồ cho đại ca. Tên dẫn đầu đám nhãi nhép đó bắt đầu màn biểu diễn của mình. Anh ta thề sẽ thay đổi không như trước nữa, nhưng sau khi Tsurushi đi, anh ta lập tức lộ rõ vẻ xấu xa của mình. Đồ ngu, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển đúng là dễ lừa. Mày nói xem, ta đã cho mày cơ hội rồi mà mày vẫn còn thèm đánh. Sau khi đánh bay đám nhãi nhép kia, Tsurushi vui vẻ đi về nhà, nhưng nhìn thấy chú chó nhà mình không vui tẹo nào. Tên đó đáng sợ quá đại ca. Sao cơ, anh lại mắng mày à? Không phải. Hóa ra có khách đến nhà chơi, nghe nói còn là học sinh của trường Ichimatsu. Nghe thấy vậy anh chắc chắn đó là Naoki. Nhưng vào trong nhà thì thấy đó là đại ca năm ba của trường.
Nhìn thấy thanh niên chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, Tsurushi đứng hình. Xem ra chuyện mình trở thành học sinh ngoan bị lộ rồi. Anh chàng Kazuhima tóc xoăn này không phải người bình thường. Mặc dù anh ta là côn đồ nhưng anh có đến tận 5 cô bạn gái. Mặc dù hiện tại mới cấp 3 tuổi còn nhỏ nhưng rất dành về đầu tư kiếm được rất nhiều tiền. Giỏi vậy cơ á, vẫn chưa hết. Ngay cả quán sủi cảo mà anh đang ăn hiện tại anh cũng là người bao năm qua giữ được danh hiệu người ăn nhiều nhất. Không phải chứ, nhưng tôi tò mò hơn là anh ta đánh nhau như thế nào. Nói về thực lực của Kazuhima, trong một lần băng phải đánh nhau, Kazuhima chỉ là khán giả ngồi nhìn. Nhưng trong lúc chiến đấu, bạn gái số 2 của anh không may bị đánh trúng. Thế là anh tính sổ với từng tên một, chỉ một mình anh hạ gục hết người của hai băng phái. Anh chính là đại ca của trường Ichimatsu nhưng Tsurushi không hề quan tâm những chuyện khác nữa. Năm cô bạn gái sao? Mà một đại ca tài giỏi như thế tối qua đột nhiên lại đến chơi nhà Tsurushi, rõ ràng anh đã biết thân phận của Tsurushi. Nhưng trước mặt gia đình, Tsurushi lại nói mình chỉ là một tên nhãi nhép của trường Ichimatsu, mặc dù anh đã học năm 3 nhưng vẫn bị Tsurushi đánh bại. Những lời này khiến gia đình Tsurushi vô cùng vui mừng, nhưng chỉ có anh trai của Tsurushi nhận ra thân phận của Kazuhima sau khi Kazuhima đi. Tên nhóc đó học năm 3 rồi, không ngờ lại khuất phục trước Tsurushi mới học năm nhất. Bố thật sự tin lời của nó sao? Tên nhóc đó có mắt nhìn người lắm, con muốn nói cái gì? Tên Kazuhima đó chắc chắn là đại ca của trường Ichimatsu. Quả nhiên bên ngoài nhà, hai người xung đột với nhau nhưng may mà không đánh nhau. Tsurushi không biết tại sao Kazuhima lại tiếp cận mình, vậy nên hôm sau anh đã đến gặp Naoki để nghe ngóng tình hình. Nhưng nghe xong Naoki rất tức giận, anh đến tìm Kazuhima, rõ ràng anh mới là người mạnh nhất đám năm nhất trường Ichimatsu. Nhưng Kazuhima là người mạnh nhất năm 3 lại chủ động đi tìm Tsurushi của trường khác, cảm giác như Naoki đang bị coi thường. Hai người mới nói với nhau được vài câu đã động thủ, nào ngờ Kazuhima còn là người rất hài hước. Tên nhóc này, dám làm gãy di vật bố tao để lại. Hả, thật không đó, em xin lỗi. Lừa nhóc đó, đồ ngốc. Sau đó Kazuhima liền nói cho Naoki biết sự thật, anh sắp tốt nghiệp rồi, muốn Nanba là đối thủ cuối cùng của mình, bắt buộc phải là cậu ấy. Nhưng thực ra đây không phải những gì Kazuhima thật sự nghĩ. Đến tối gia đình Nanba xảy ra chuyện lớn, tối mai bạn nam cùng lớp rất thân thiết với em gái Tsurushi sẽ đến nhà chơi. Nhưng anh là một thiếu niên rất ghét côn đồ, nếu để anh ấy biết gia đình của Tsurushi là những đại ca trị đại hàng thật giá thật thì mối quan hệ của em gái Tsurushi và anh chàng kia coi như hỏng hết. Vậy nên cả nhà phải cố gắng nghĩ cách để thay đổi cách ăn mặc. Đến ngày hôm sau khi Tsurushi đi học thì thấy Kazuhima đột nhiên xuất hiện trong câu lạc bộ mỹ thuật của trường mình. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Một người anh trai có thể chiều chuộng em gái mình đến nhường nào vì đón bạn thân của em gái đến nhà chơi? Vị đại ca xưng bá một phương hôm nay bỗng biến thành thế này. Không, anh ta là chung của Kanto thì có. Gia đình này ngoại trừ của em gái Ginko thì cả nhà đều là côn đồ. Bố hồi trẻ, mẹ hồi trẻ, anh trai, toàn là những đại ca và chị đại có tiếng. Mà thứ anh chàng này ghét nhất trên đời chính là côn đồ. Vì không muốn để lại ấn tượng xấu cho anh nên họ mới đưa ra kế sách này. Nhưng có vẻ như bọn họ diễn dở tệ. Bố của Ginko còn xem nữa nói lỡ lời. Con trai nhà bác giỏi lắm nhá, trước kia nó từng xưng bá. Hơn nữa khi mẹ của Ginko đi ra còn mang một cái đầu vàng khè, tóc vàng, mẹ mình là người Mỹ. Bà ấy không phải là côn đồ đâu, là người Mỹ đó. Cái cớ này quá khó tin, để phối hợp với con gái cố gắng dùng hết vốn liếng tiếng Anh của cả đời mình. Cuối cùng cả nhà cũng không chịu nổi khả năng nói tiếng Anh của mẹ. Con không chịu nổi nữa rồi mẹ, con cười cái gì, mất nét. Cuối cùng họ cũng không diễn nổi nữa, nhưng lúc này anh chàng kia lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Thực ra mình biết, những chuyện liên quan đến nhà cậu từ lâu rồi. Hóa ra anh bạn của Ginko biết hết rồi, dù sao danh tiếng của gia đình Nanba không hề tầm thường. Mặc dù gia đình họ đều là côn đồ nhưng cả nhà sống rất đầm ấm hòa thuận, bọn họ không hề đáng sợ chút nào. Chuyện này khiến anh có cái nhìn khác về những người côn đồ, cả nhà vui vẻ ăn cơm cùng nhau. Mà lúc này anh trai Tsurushi đang đối đầu với Kazuhima. Từ sáng sớm hôm nay Kazuhima đã bám lấy anh, chạy đến trường của anh không ngừng nói bóng nói gió. Có thể vẽ ra bức tranh như thế này chắc trước đây từng là côn đồ. Hả, Tsurushi sao? Sao có chuyện đó được? Kazuhima yêu cầu tối nay Tsurushi đấu tay đôi với mình, nếu không đồng ý anh ta sẽ ở trường vạch trần thân phận của Tsurushi. Kazuhima hoàn toàn không coi Tsurushi ra gì. Hóa ra trước kia anh ta từng thấy thực lực đáng sợ của anh trai Tsurushi là Takeshi, vậy nên anh ta vẫn luôn mong được quyết đấu với Takeshi. Nhưng do Takeshi đã quy ẩn giang hồ nên chỉ đánh tìm Tsurushi để đánh cho Tsurushi một trận, thừa sống thiếu chết ép Takeshi xuất hiện. Nói xong hai người liền ra tay nhưng Kazuhima đã coi thường thực lực của Tsurushi, hai người đánh nhau bất phân thắng bại. Cuối cùng Kazuhima cũng công nhận thực lực của Tsurushi. Cuối cùng Kazuhima bị đánh bại nhưng anh ta vẫn có được một trận đấu khó quên. Và bên này Naoki cũng ăn một lúc 150 cái sủi cảo vượt qua Kazuhima, trở thành người ăn nhiều nhất. Ngày hôm sau khi đi học, nữ chính thật sự đã xuất hiện. Nhìn cô cũng khá đáng yêu nhưng bạn có tin được rằng cô ấy cũng giống Tsurushi, là một chị đại có tiếng. Mà Tsurushi lại là đội trưởng của bọn họ. Chuyện này là sao thế? Chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé. Ngoài ra anh chàng Tsurushi giả vờ ngoan ngoãn đang cùng bạn mình đi vẽ ngoại cảnh đột nhiên nhìn thấy đám côn đồ đang bắt nạt vài cô gái. Bạn cùng lớp với anh là người trượng nghĩa nên vội vàng đến đó ngăn cản.
Mặc dù đó là các chị đại nhưng con trai bắt nạt con gái là sai rồi, xem ra anh lại phải ra tay. Dừng tay lại cho tao, đồ khốn nạn. Bọn mày cứ thử ra tay với con gái đi. Nếu biết bọn tao là nhóm xã hội đen mạnh nhất ở đây, mày còn muốn lo chuyện bao đồng nữa không? Đám côn đồ bị Tsurushi đánh bại, các cô gái cũng bất ngờ với thực lực của anh. Sau khi nói chuyện, Tsurushi định đi thay quần áo, nhưng các cô gái khi nãy được anh cứu bỗng chạy theo. Bọn họ lập tức quỳ xuống bái sư, hy vọng anh có thể giúp cho họ mạnh lên. Cho người con cá không bằng dạy họ cách câu cá. Như vậy các cô có thể tự mình chống lại đám côn đồ kia. Đúng vào lúc này chị đại của nhóm xuất hiện, chị đại đời thứ hai của nhóm Yokohama, Makusu. Nhìn khuôn mặt này Tsurushi ngơ ngác, đây không phải cô bạn đáng yêu Makino sáng nay mới gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật sao? Ngoài ra cô cũng có thân phận giống anh ngoài mặt là một học sinh ngoan ngoãn, nhưng phía sau lại là chị đại. Cô tưởng rằng Tsurushi định ra tay với chị em của mình, cuối cùng mới biết đó là hiểu lầm. Vậy tôi đi trước nhá. Này, chủ nhật tuần sau, chúng tôi sẽ tập hợp ở nhà kho gần bến tàu, thầy nhất định phải đến đó. Mà bọn họ nóng lòng muốn đánh bại đám côn đồ kia là vì sau một khoảng thời gian nữa đại ca của nhóm đó là Koichi sẽ về, nghe đồn đó là một người đàn ông rất đáng sợ. Sau khi Tsurushi về phát hiện dạo gần đây Makino không đi học, bạn cùng lớp với Tsurushi biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cô không biết Makino là chị đại, cô nói với Tsurushi chúng ta phải cố hết sức giúp đỡ những thành viên mới. Cuối cùng Tsurushi vẫn quyết định đến giúp đỡ bọn họ, nhưng Makino không tin anh chàng mặc đồ Tokufuku này lắm. Nói cho tôi biết tên của anh đi, tôi là thầy mặc Tokufuku, anh đùa với tôi à? Rất nhanh Koichi đã xuất hiện đánh bị thương một người trong nhóm họ, hóa ra anh ta là người yêu cũ của Makino. Nhưng lâu dần Makino phát hiện đối phương đang thao túng tâm lý của mình nên đề nghị chia tay. Vì chuyện này anh ta đã nổi điên lên. Đến ngày hôm sau vốn dĩ hẹn cả nhóm của Makino để luyện tập. Các chị em còn vui vẻ đưa đồng phục cho Tsurushi. Nhưng Tsurushi vẫn cố gắng khuyên bọn họ giải tán quay về cố gắng học tập. Chỉ có như thế mới có thể bảo vệ được bọn họ không bị tên Koichi kia hại. Nhưng các cô nhất quyết không chịu nghe lời. Mặc dù họ biết Tsurushi làm vậy vì muốn tốt cho họ. Vào lúc bọn họ cân nhắc đến chuyện giải tán thì Koichi xuất hiện. Hơn nữa anh ta thật sự ra tay với con gái. Vào thời khắc mấu chốt. Tên đại ca này thật sự rất hèn hạ, hắn đánh cho các cô gái mặt mũi tím bầm. Hóa ra anh ta muốn ép chị đại của bang Makusu quay lại với mình, nhưng chị đại của nhóm là Makino nhất định không chịu. Mà trùng hợp Tsurushi biết được toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, để có thể nhanh chóng đến hiện trường anh đến gặp Naoki nhờ đối phương đưa mình đến chiến trường. Vậy điểm đến là chỗ nào của Yokohama? Một chỗ nào đó? Hả? Nó ở đâu cơ? Là một chỗ nào đó ở Yokohama ý? Hả? May mà khi hỏi đám côn đồ bản địa, cuối cùng họ cũng tìm được vị trí cụ thể. Tsurushi rất mạnh, đám côn đồ tầm thường không phải đối thủ của anh. Cứ tưởng tên Koichi mạnh lắm, kết quả chẳng đáng là gì. May mà đòi là người mạnh nhất Yokohama. Đồ khốn nạn chỉ biết đánh phụ nữ, làm gì có tư cách đánh với tao. Naoki cũng giúp Tsurushi giải quyết đám nhạy nhép còn lại. Sau khi kết thúc trận chiến, các chị em đều không phục cúi người 90 độ để cảm ơn. Nhưng phải công nhận là thầy mặc Tokufuku mạnh quá. Thầy đẹp trai không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai đâu. Cả nhóm cũng quyết định sẽ giải tán nhóm quay về sống cuộc sống của người bình thường. Thầy ơi, đừng quên chúng em nhé. Sao có thể quên được? Đi thôi thầy đẹp trai, đừng gọi tôi như thế. Ngày hôm sau, Tsurushi vẫn tiếp tục sống với hai thân phận. Thân phận thanh niên mặc áo Tokufuku của anh dần xưng bá khu vực lân cận. Nhưng khi đổi lại đồ học sinh, anh lại chuẩn bị tranh cử chức hội trưởng hội học sinh. Lời phát ngôn của những ứng cử viên khác đều là những lời hay ý đẹp y chang văn mẫu 10 người như một. Nhưng đến lượt Tsurushi phát ngôn thì... Đối với tôi mà nói, mỗi ngày tôi ở trường Shirazuri đều cảm thấy rất vui vẻ. Tôi hy vọng có thể dùng chút sức lực của mình khiến các học sinh của trường Shirazuki có thể cảm thấy vui hơn nữa khi theo học ở trường. Sau một bài phát biểu nghiêm túc, anh nhận được sự công nhận của tất cả các bạn học sinh. Sau khi phát biểu xong, anh lại vội vàng thay đồ quay về đánh nhau. Mà ở trong trường, khi ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, Tsurushi trúng cử với số phiếu cao nhất trở thành tân chủ tịch hội học sinh. Nhưng tối khi trở về nhà, lúc nào anh cũng xuất hiện trong tạo hình của một thiếu niên côn đồ. Hôm nay khi về đến nhà, anh bỗng nhận được một tin vô cùng xấu, đó là em gái anh đang chuẩn bị thi vào trường cấp 3. Em chuẩn bị thi vào trường nào thế? Trường công lập Shirazuki, gì cơ? Chết rồi, nếu như Kinko thi vào trường Shirazuki, nếu như cô biết anh là một học sinh xuất sắc có đạo đức tốt, vậy mọi chuyện chắc chắn sẽ bị lộ. Rất nhanh buổi lễ nhập học đã diễn ra, Tsurushi nhìn em gái mình đang đứng trong đám người, anh như chết lặng. Mà năm nay trường cũng đổi hiệu trưởng mới, hiệu trưởng này được mệnh danh là người thiết diện vô tư. Nghe nói thầy đến trường nào là trường đó có tỷ lệ học sinh lên lớp tăng nhanh, chắc chắn thủ đoạn của thầy rất cao, rất nhanh thầy đã phát biểu xong. Tiếp theo là phát biểu nhận chức của chủ tịch hội học sinh. Xin mời chủ tịch Nanba Tsurushi lên sân khấu. Nanba Tsurushi, lần này to rồi. Anh trai là trùm của khu vực này khiến Ginko vô cùng tự hào. Nhưng sau khi nhập học ở trường Shirazuki, cô nàng đột nhiên phát hiện anh trai của mình đột nhiên trở thành hội trưởng hội học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Vì không để em gái phát hiện trong buổi lễ chào đón học sinh mới của trường, với tư cách là chủ tịch hội học sinh, anh thay đổi phong cách nghiêm túc như thường lệ. Chào buổi sáng các bạn, xin chào tất cả các bạn học sinh năm nhất. Mình là chủ tịch hội học sinh Nanba Tsurushi.
Không chỉ có một mình Ginko, tất cả học sinh trong trường đều ngơ ngác. Đây còn là vị chủ tịch chính trực nghiêm túc trước kia không? Ngay cả hiệu trưởng mới đến cũng giật mình, quả nhiên Ginko đã tưởng thật. Chủ tịch hội học sinh của trường Shiyajuki, cùng họ cùng tên với anh trai chị đó. Vừa lên sân khấu đã giống y một diễn viên hài. Không phải đâu. Bởi vì cả nhà đều cho rằng anh trai đang theo học tại trường đối diện của trường Shiyajuki. Sáng sớm Ginko còn đòi đi học cùng anh nhưng bị anh viện cớ từ chối. Nếu bị em gái phát hiện thì toi. Nhưng khi Ginko đi đến cổng trường liền bị giáo viên phê bình mái tóc nhuộm vàng, váy cũng ngắn còn đòi xem thẻ học sinh của cô. Là em gái của chủ tịch hội học sinh, sao có thể mặc như thế này được? Em không phải là em gái của chủ tịch hội học sinh, nếu không phải người một nhà sao địa chỉ y chang nhau thế? Ginko cảm thấy thắc mắc, cô quyết định đến gặp hội trường học sinh để làm cho ra lẽ. Sau khi hỏi thăm, cô biết được chủ tịch đang ở câu lạc bộ mỹ thuật, hơn nữa còn là chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật. Chuyện này càng khiến Ginko cảm thấy buồn cười. Anh trai tôi là chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật, buồn cười quá, chắc chắn không phải cùng một người. Mà lúc này Makino đến tìm Naoki, do lần trước anh cùng người mặc đồ Tokufuku giúp đỡ nhóm cô, nên cô đến hỏi cho rõ thân phận của thầy mặc Tokufuku. Mẹ Ginko cũng ở trường đối diện nghe ngóng về anh trai mình, đi gọi anh trai tôi ra đây, chính là đại ca của trường mấy người đó. Naoki sợ hết hồn, nghe Ginko nói anh trai mình thường mặc Tokufuku khiến Makino bắt đầu phát hiện ra manh mối. Sau đó cô đến gặp Ginko bởi vì Ginko vừa nói anh trai mặc Tokufuku là anh trai mình, nên cô bèn hỏi, vậy anh trai của em tên là gì? Nanba Tsuyoshi. Lúc này Makino mới chắc chắn rằng chủ tịch hội học sinh chính là thầy mặc Tokufuku mà cô luôn tìm kiếm. Ginko nhìn vào mắt Makino cũng phát hiện ra chuyện này có vấn đề. Do cách ăn mặc của Ginko không đúng với quy định của nhà trường là anh trai nên Tsuyoshi bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến phòng làm việc. Nhìn khuôn mặt quen thuộc kia ở cự ly gần Ginko như chết lặng. Em sẽ dạy dỗ lại em gái. Không thể nào ngờ rằng anh trai mình thực sự là chủ tịch hội học sinh, bị người thân yêu nhất của mình lừa cô đau đớn. Buổi tối khi cả nhà ngồi ăn cơm bầu không khí cũng rất khác lạ. Ngày hôm sau khi đi học, Makino đến tìm Tsuyoshi. Cô nói cô vẽ Tsuyoshi nhưng thứ cô vẽ là Tsuyoshi đang mặc đồ Tokufuku. Tsuyoshi hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ đành thú thật với Makino. Ngày hôm sau, hiệu trưởng đến nâng cao tỷ lệ lên lớp tuyên bố giải tán tất cả các câu lạc bộ trong trường. Vì các hoạt động của học sinh trong câu lạc bộ là chủ tịch hội học sinh Tsuyoshi đứng ra tranh luận với hiệu trưởng. Wow, cậu ấy lên tiếng rồi. Hoạt động câu lạc bộ là thứ không thể thiếu trong trường học. Thầy đang muốn tốt cho tất cả các em. Thầy thật sự muốn tốt cho mọi người sao? Em chẳng qua chỉ là chủ tịch hội học sinh. Cái này có phải chỉ thuộc về trường không? Các học sinh khác được khích lệ cũng lần lượt lên tiếng. Nhìn thấy người anh trai vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của mình như thế này, suy nghĩ Ginko dần bị lung lay. Makino còn đưa Ginko đi xem bức vẽ của Tsuyoshi, không ngờ ông anh tóc vàng của cô lại có thể vẽ ra bức tranh đẹp đến mức này. Cô chỉ trách anh trai lừa dối mình rồi xấu hổ cúi đầu. Makino quyết định sẽ đẩy thêm một phát nữa, cô hẹn Ginko đến nơi chơi bowling. Bèn hẹn Tsuyoshi lát nữa đến sau. Đúng lúc này hai người nhìn thấy nhóm côn đồ bắt nạt bạn cùng trường với họ, hai người vội vàng đến ngăn cản. Đám côn đồ thấy hai cô em này khá hung hăng nên lập tức bỏ đi. Nhưng một lát sau chúng dẫn theo một đám nữa đến, cả đám thấy hai cô em này ai cũng xinh tươi đáng yêu nên quyết định đưa cả hai đi. Tsuyoshi đến muộn một bước, may mà bạn học lúc nãy bị bắt nạt nói cho anh biết toàn bộ mọi chuyện, anh vội vàng đạp xe đuổi theo ô tô. Tsuyoshi vô cùng cưng chiều em gái dốc hết sức để đạp xe, không ngờ anh thật sự đuổi kịp ô tô. Ginko! Tsuyoshi vẫn là người anh trai yêu thương bảo vệ Ginko. Hai anh em ôm chầm lấy nhau. Makino cũng mỉm cười. Cuối cùng Ginko cũng hiểu nỗi lòng của anh trai. Ngày hôm sau không ngờ Ginko cũng mặc theo phong cách của học sinh ngoan. Cô quyết định sẽ giữ bí mật cho anh trai mình. Đi thôi anh. Nhưng có một người tuyệt đối không chấp nhận được hành động lừa dối này của Tsuyoshi, đó chính là anh cả trong nhà Takeshi. Hai anh em Tsuyoshi không biết rằng lúc này Takeshi đã đi vào trường. Takeshi là đại ca mạnh nhất ở đây, Tsuyoshi cũng mạnh đến mức đáng sợ. Bọn họ là niềm tự hào của gia đình có truyền thống côn đồ. Nhưng điều khiến mọi người không thể nào ngờ đến là Tsuyoshi đã lừa dối cả nhà 2 năm trời. Không nhờ Tsuyoshi ở trường là chủ tịch hội học sinh có thành tích xuất sắc kiêm chủ tịch câu lạc bộ mỹ thuật, chỉ có em gái Ginko học chung trường biết được bí mật này của anh, nếu bí mật này bị cả nhà biết là toi đời. Nhưng trùng hợp thế nào hôm nay anh cả của họ là Takeshi lại đi đến trường, hóa ra anh đến để thăm em gái nhưng sau khi thăm em gái xong, tiện thể đến thăm Tsuyoshi. Lần này nguy to rồi, Takeshi đi đến trước mặt đám côn đồ trường Ichimatsu, gọi đại ca của tụi mày ra đây, anh nói là Naoki sao? Takeshi có chút bất ngờ, không phải Tsuyoshi xưng bá ở đây lâu lắm rồi sao, chuyện gì thế này? Đến tối khi cả nhà ngồi ăn cơm, Tsuyoshi chuẩn bị thú thật mọi chuyện với gia đình nhưng anh không biết phải mở lời ra sao. Takeshi càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. Cuối cùng khi anh dọn phòng giúp Tsuyoshi, bỗng phát hiện ra giấy đăng ký nguyện vọng vào trường đại học, anh đến gặp và chất vấn Tsuyoshi. Em là đại ca của Ichimatsu, luôn muốn xưng bá toàn quốc, sao lại có giấy đăng ký nguyện vọng của Shirazuji? Tsuyoshi không thể không thừa nhận,
Takeshi vô cùng tức giận, không thèm nghe giải thích liền đánh em trai mình một trận, còn đưa Tsurushi về nhà và nói chuyện này cho bố mẹ biết. Bố mẹ cũng cảm thấy thất vọng vì Tsurushi lừa mình. Anh không còn gì để nói, cởi bộ đồ Tokufuku ra rồi rời đi. Để kiếm tiền học đại học, anh lên thành phố kiếm việc làm nhưng lại gặp một đám khách giang hồ, mà trùng hợp bọn họ là nhóm người có thù với Takeshi. Mạnh quá, mày là ai thế? Tao là Nanba Takeshi. Nhớ kỹ cho tao, tao nhớ mặt mày rồi, lần sau nhất định sẽ giết chết mày. Đi mau. Trùng hợp chúng lại để ý đến bảng tên trên ngực Tsurushi, bọn họ gọi Tsurushi ra ngoài. Sau khi nói chuyện, Tsurushi cũng biết được đối phương là ai. À, là bọn mày à? Bọn rác rưởi bị anh ta đánh ở Shibuya. Mày quả nhiên là em trai nó, bày đặt oai phong gì hả? Nhưng kết quả chẳng khác gì nhau. Không ngờ hai anh em nhà này ai cũng khó nhằn cả, đám côn đồ tức giận thề nhất định phải báo thù. Bọn họ đến tìm xã hội đen mạnh nhất. Dựa vào thông tin của Tsurushi để lại nơi làm thêm, bọn họ dẫn theo đội quân đến trường Shiazuri. Vào khoảng thời gian sắp tốt nghiệp, Tsurushi vốn dĩ muốn sống yên ổn cho qua ngày, nhưng không ai có thể ngăn cản được đám côn đồ này hết. Chúng còn đánh bị thương học sinh ở đây. Cuối cùng Tsurushi không thể nhịn nổi cởi khẩu trang trước mặt tất cả mọi người. Có biết Nanba Tsurushi không? Gọi nó qua đây. Biết cũng không nói cho mày. Đám côn đồ này xông vào trường cấp 3 đập phá khắp nơi, hiệu trưởng vì danh tiếng của mình không chịu báo cảnh sát, mà chúng đến đây là để báo thù lần trước Tsurushi hạ gục chúng. Chúng đi khắp nơi gọi tên Tsurushi khiến cho các bạn học sinh vô cùng thắc mắc. Chủ tịch hội học sinh ngoan ngoãn học giỏi tại sao lại động đến đám côn đồ này. Nàng ở Tsurushi chính là anh chàng mặc đồ Tokufuku nổi tiếng khắp nơi. Lúc này Tsurushi vô cùng đắn đo, cuối cùng anh quyết định đối mặt với mọi thứ. Mà Makino biết được thân phận thật sự của Tsurushi. Nếu giờ anh ra ngoài sẽ bị lộ, vậy cuộc sống học đường của Tsurushi sẽ kết thúc ở đây. Nhưng anh bất chấp lời khuyên can của Makino. Không sao đâu, chuyện như thế này trước đây xảy ra nhiều lắm rồi. Cứ như vậy anh thay đồ xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó cởi khẩu trang ra. Nhưng anh chưa hạ gục được vài tên đã bị người đàn ông xã hội đen đánh lén. Naoki và Daisuke cũng đến đây giúp đỡ. Các bạn dìu Tsurushi sang một bên. Noboru nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, sao trước đó mình không phát hiện ra? Anh rất giống với người bạn đầu tiên tôi quen ở trường này. Vậy à? Noboru muốn Tsurushi đi trước. Tsurushi biết Noboru nói vậy là vì không muốn thân phận của mình bị lộ, nhưng Tsurushi bắt buộc phải dựa vào chính mình để bảo vệ ngôi trường này. Cuối cùng Tsurushi đánh thắng người đàn ông xã hội đen nhưng lại bị cảnh sát bắt đi. Như thế này thân phận của Tsurushi đã bị lộ. Cuối cùng Miyuki cũng biết thanh niên mặc đồ Tokufuku là Tsurushi mà cô biết. Tất cả kết thúc rồi. Cả nhà đến đồn cảnh sát bảo lãnh Tsurushi ra. Bố mẹ thành khẩn xin lỗi Tsurushi, hy vọng anh có thể có được cuộc sống mà mình muốn. Nhưng Takeshi vẫn không chịu chấp nhận sự thật này. Sau khi thân phận của Tsurushi bị lộ, hiệu trưởng quyết định đuổi học Tsurushi trước lễ tốt nghiệp. Tất cả học sinh đều lên tiếng phản đối, nhưng hiệu trưởng không hề quan tâm bọn họ. Mizuki bèn dẫn đầu mọi người phản đối quyết định của hiệu trưởng, bọn họ tự nhốt mình trong nhà đa năng. Không cỡ bỏ lệnh đuổi học Tsurushi sẽ không về lớp học, Makino cũng dẫn theo rất nhiều học sinh đến tham gia. Phía nhà trường không biết phải xử lý sao, ngay cả Daisuke cũng đến thêm dầu vào lửa. Cậu không phải học sinh trường tôi, ai không liên quan xin hãy ra ngoài. Đương nhiên có liên quan rồi, tôi và các cậu ấy đều là bạn của Nanba. Phản đối đuổi học, cho thêm một cơ hội nữa. Thấy mọi chuyện ngày càng lớn hơn, không còn cách nào khác, hiệu trưởng tuyên bố tạm thời thu hồi lệnh đuổi học Tsurushi. Mọi người không ngừng vỗ tay chúc mừng. Các bạn đến báo cáo cho Tsurushi biết tin vui này, nhưng lúc này đám côn đồ lại đến gây chuyện. Tsurushi bây giờ đã quyết tâm quay về cuộc sống bình thường nên không ra tay đánh nhau nữa. Thế đám côn đồ đánh ngày càng hăng, còn cầm cả gậy bóng chày. Takeshi nhẹ nhàng giải quyết cả đám côn đồ, mà Tsurushi cũng nói ra những lời bấy lâu nay anh luôn giấu trong lòng. Anh à, so với xưng bá toàn quốc, em càng muốn cùng với các bạn ở Shizajuri tốt nghiệp hơn. Takeshi biết mình sai rồi, là anh trai anh vốn dĩ lúc nào cũng phải ủng hộ em mình, nhưng chỉ vì em nói dối mình anh đã đánh cho em trai một trận. Anh rơi lệ xin lỗi Tsurushi, hai anh em làm lành với nhau, cả nhà cùng nhau ăn tối. Ngày hôm sau cuối cùng Tsurushi cũng có thể xuất hiện trước mặt gia đình với hình tượng con ngoan trò giỏi, được cả nhà đưa đến trước cổng trường. Các bạn trong trường chạy ra đón anh, đi đi, chào mừng quay lại trường, Nanba. Mình về rồi, Miyuki. Ngọt ngào quá, đại ca, ngọt ngào quá. Cuối cùng Tsurushi cũng thực hiện ước mơ của mình, đó chính là thuận lợi tốt nghiệp như bao người bình thường khác. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim Nanba MG5. Câu hỏi như thường lệ, các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy cho bọn mình biết câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!